Rồi, hôm trước thấy trong God of War có cái nhân vật này có cái cặp sừng ấn tượng quá nè. Thì bữa nay mình làm cái clip hướng dẫn cho mọi người cách làm cái cặp sừng giống như vậy nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ insert một cái cục cylinder vô. Ấn đi. Thì có một cái cục cylinder như vậy, keo nó nhỏ lại. Cục này mình sẽ bật Dynamet nha. Bây giờ mình sẽ scoop trên cái cục này. Thì đầu tiên mọi người vô cái chain form nè, chọn cái đối xứng quanh trục đi, rồi bật cái R này lên. Rồi khi mà mình scoop á, thì nó sẽ đi hết toàn bộ xung quanh cái chi tiết của mình luôn. Thì bây giờ mình sẽ tạo những cái vân, những cái đường nét rồi trên cái sừng giống như vậy nha. Này, mình sẽ tạo những cái vân, những cái đường nét rồi như vậy. Rồi, đầu tiên smooth nó đã. Rồi, bây giờ bắt đầu mình scoop. Thì cứ scoop cho nó ra cái vân thôi. Mình làm nhanh cho nên không được đẹp nha. Có gì mọi người làm kỹ lại. Rồi, ví dụ như mình đã có như thế này rồi. Bây giờ mình tiếp tục là mình sẽ mua cho nó ra vô rồi cho nó tự nhiên hơn một xí. Như vậy. Rồi, sau đó mình tắt nó đi. Tắt cái đối xứng đó đi. Rồi, sau đó mình sẽ copy ra cho nó thành nhiều cục như vậy. Thì số lượng thì tùy theo cái các bạn mong muốn thôi. Mình đè control nè, rồi giữ cái trục này nè, kéo lên. Đó, được một cục. Rồi, tiếp tục. Hai cục, ba cục. Rồi, chắc nhiêu đây cũng đủ rồi. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ sử dụng cái lệnh là ở đây có cái taper này, đích vào. Rồi, thì ở cái lệnh này nó sẽ giúp mình là điều chỉnh nguyên cái khối tổng này nè. Ví dụ như giờ mình muốn cho nó nhọn lại. Bây giờ mình cần nó nhọn một cái đầu đúng không? Bây giờ mình cho nó nhọn lại nha. Nè, lên ra, nhọn lại nè. Đó, rồi, ở đây là cái mà cho nó uốn lượn nè, từ trên xuống dưới nè. Chỉnh cho nó phù hợp thôi. Rồi, giờ mình đã có một cái biên dạng nó tương đối là như vậy rồi nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ mình sẽ sử dụng cái lệnh tiếp theo. Thì khi mà mấy bạn bấm cái bật cái lệnh lên tiếp á, thì ở đây mình sẽ có những cái hàng nút trên đây nè. Thì ở đây mình phải bấm accept nha. Đó, thì mình mới tiếp tục mình chọn một cái lệnh khác trong đây được. Rồi, tiếp tới là mình sẽ sử dụng cái lệnh banner. Rồi, thì ở cái banner này nó cũng ra một cái hình khối như vậy nè. Thì bây giờ nó sẽ có những cái nút điều chỉnh như vậy nè. Như cái này là xoay. Rồi, cái này là bẻ cong, thì mình đang cần cái bẻ cong giống vậy. Thì ở trên đây nó cũng tương tự thôi mà nó là theo cái trục khác, cái trục ở trên đó. Thì mình sẽ cần cái này thôi nè. Đó, mình bẻ cong như vậy. Rồi, thì bây giờ mình đã có một cái sừng nó cong như vậy rồi. Nhưng mà như vậy chưa đủ, tại vì nó chỉ cong một cái mặt này thôi. Bây giờ để mà nó ấn tượng hơn á, thì mình sẽ làm cho nó xoắn đi. Thì vẫn tiếp tục như vậy, mình sẽ bấm vào cái này và bấm accept cái lệnh nha. Rồi, mới tiếp tục chọn cái lệnh tiếp theo được. Thì cái lệnh tiếp theo mình sẽ sử dụng là twist nè, là xoắn. Ở đây nó cũng có những cái cục màu vàng này nè, nó sẽ xoắn theo cái chiều của cái cục đó. Thì bây giờ mình cần nó xoắn chiều dọc đúng không? Mình chỉ chọn trên hoặc dưới này thôi. Đó, thì giờ mình chọn cái trên này, đó nó xoắn. Thì mình cứ chỉnh sao mà cho nó phù hợp thôi. Rồi, xong thấy phù hợp rồi thì ok. Lại là accept. Rồi, như vậy thì mình đã có một cái sừng khá là ok rồi đó. Rồi, chúc mọi người thành công.